bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa. Mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tình lặng. Chấn động, hơn 3.000 người Ấn Độ xin visa sang Việt Nam để đảnh lễ Thiền sư Minh Tuệ. Nói một câu khiến cả thế giới khóc nghẹn, Hoa Đà tái thế độ chúng sanh. Thưa quý vị, có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy một hiện tượng Phật giáo Việt Nam được lan rộng ra cả nước ngoài như cái cách sư Minh Tuệ đang âm thầm thực hiện. Những gì khiến một người bình thường thấy bất an thì Thích Minh Tuệ đều chủ động sống với nó, và có vẻ ông sẵn sàng đón nhận mọi điều gặp trên đường tu hành. Dù có bị tác động hay được quét đường cho đi, lúc nào cũng giữ một nụ cười. Trả lời câu hỏi thầy định đi tới đâu, ý muốn hỏi về địa danh, ông nói đi tới khi qua đời. Có vẻ ông xác định sẽ bộ hành du tu đến hết đời. Không chỉ có Phật tử trong nước mà ngay cả những người theo đạo Phật ở nước ngoài, điển hình là Ấn Độ, cũng vô cùng ngưỡng mộ cách tu tập của thầy Minh Tuệ. Họ phấn khích đến mức muốn xin visa để sang được Việt Nam và xin được một lần đảnh lễ. Thầy không còn gọi là hiện tượng nữa mà phải gọi là chân lý sáng chiếu xuống mọi người, để có cái gọi là thức tỉnh con người. Việc tu tập của Thích Minh Tuệ tác động tới người khác ra sao tùy theo duyên của người đó. Đại đức Thích Đồng Đạo ở Hà Nội cho rằng kiểu của Thích Minh Tuệ là tình trạng biến đổi tư duy, đi tìm cầu một cái độc lạ không giống pháp nào trong giáo lý. Vì vậy không thể gọi ông là sư. Dường như Thích Minh Tuệ cũng đã lường trước được những ý kiến như vậy, nên chỉ tự cho mình là một công dân đang tập học theo lời Phật dạy, xưng con với tất cả mọi người. Khi nào mà các con ấy mà đi khất thực á, là đến từng nhà xin nhận vật thực, sẽ không đưa đến như thế này. Ngày mai á mà ai đưa đến là các con không nhận, đưa đến là không nhận. Khi nào đi khất thực đến nhà thì mới nhận, còn không đưa đến là không nhận, đừng nói trước. Nên là cũng mất công là đừng có 3 giờ sáng hay 5 giờ sáng chạy đi cho đồ. Còn việc sư nào muốn nhận thì việc của họ, đưa cho họ, nhưng mà riêng con là con không nhận, còn các sư khác là quyền của họ. Con mà sớm á, mà đang ngủ 3 giờ sáng hay là 4, 5 giờ sáng á, mà đem đến là con không hề nhận. Ở 5 giờ chạy theo không nhận. Khi nào giờ con đi cái trường thì con nói nhận đến nhà. Gì thuộc về ta, mấy khi ban viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.
mãi khi bàn viếng chùa. Mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa. Mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà. Lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức. Lời Phật ngàn năm qua, danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bã vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh. Hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa. Trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bã vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, nay và đêm nghe dày, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa. Trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.